Tế vừa ban hành thông tư quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước cung cấp. Theo Bộ Y tế, mục đích ban hành thông tư là tạo cơ sở pháp lý để các cơ sở khám chữa bệnh phát triển cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu, theo đúng định hướng xã hội hóa công tác y tế, hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh xây dựng bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu đúng quy định của pháp luật. Đồng thời khuyến khích các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, phát huy cơ sở vật chất và đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, góp phần cải thiện thu nhập để cán bộ nhân viên y tế yên tâm phục vụ lâu dài. Bên cạnh đó, thông tư góp phần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập. Hạn chế người có khả năng kinh tế phải ra nước ngoài khám chữa bệnh và thu hút người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài khám chữa bệnh tại Việt Nam. Tạo điều kiện phát triển các gói bảo hiểm y tế bổ sung, khung giá dịch vụ ban hành tại thông tư bao gồm mức giá tối đa và tối thiểu. Theo đó, mức giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu được phê duyệt không được thấp hơn hoặc cao hơn khung giá quy định tại phụ lục ban hành kèm theo thông tư. Cụ thể theo quy định, khung giá ngày giường điều trị theo yêu cầu chưa bao gồm tiền thuốc, các dịch vụ kỹ thuật y tế như sau. Đối với loại một giường trên phòng có giá tối thiểu là 180.000 đồng, tối đa là 4 triệu đồng. Loại 2 giường một phòng có giá tối thiểu là 150.000 và tối đa là 3 triệu đồng. Loại 3 giường một phòng có giá tối thiểu là 150.000 đồng và tối đa là 2.400.000 đồng. Loại 4 giường một phòng có giá tối thiểu là 150.000 đồng, tối đa là 1 triệu đồng. Bộ Y tế cũng nêu rõ, giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu chỉ áp dụng cho đối tượng là người tự nguyện đăng ký sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, chiếm tỷ lệ từ 5 đến 10% tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương, tuyến huyện gần như không có. Người có thẻ bảo hiểm y tế vẫn thực hiện chi trả theo mức giá quy định tại thông tư số 13/2018/TT-BIT. Người không có thẻ bảo hiểm y tế nhưng không đăng ký tự nguyện sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu thì thực hiện chi trả theo mức giá quy định tại thông tư số 14/2018/TT-BIT.